Xin chào mọi người đã quay lại với kênh của mình. Thì đây là hai con chim bồ câu nhỏ. Thì câu chuyện này rất là dài luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải thích. Thì có hai con chim bồ câu, là một cặp bồ câu lạ đó. Nó không biết từ đâu tới, nó bay tới nhà mình đậu. Thì anh mình mới làm cái lồng cho nó. Thì sau đó tụi nó đã sinh ra rất là nhanh, sinh đẻ nhanh chóng. Thì anh mình đã mua luôn cái lồng để nhốt tụi nó lại. Thì cuối cùng nó đẻ được bao nhiêu đây nè. Còn đây là cái lứa đầu tiên nè. Hồi nãy nuôi cái cặp nhỏ xíu đó, bây giờ nó đã trưởng thành rồi. Cái trứng nó mới nở đó, thì mình phát hiện ra là con chim con mới nở nè mọi người. Mình có ý định nuôi thêm một con bồ câu trống màu trắng nữa, tại vì mình thiếu mọi người. Nhưng mà sau thời điểm mà giãn cách á, thì mình ra đường mình đã gặp ngay một chú bán chim bồ câu. Thì mình đã mất nhiều ngày để hỏi ý kiến cha mẹ và quyết định, nên là khi ra ổng đã đi mất tiêu. Rất là tiếc luôn. Chú còn bán đây lâu không? Chú bán gần thấy xe. Ví dụ là mai chú quay lại không á? Hả? Mai chú quay lại không? Mai chắc còn mấy ngày nữa. Dạ, tại giờ bữa nay chưa mua được mà. Chắc phải bữa sau mua. Ôi, lâu quá không gặp rồi mấy con này nó. Bà Sáu nuôi nó mập mập dữ. Bà Sáu nuôi nó mập dữ ha. Ra mấy bồ câu ăn rễ hai lần nè. Mốt gà, ăn nhau ghê. Mà nhìn nó mập quá. Tại mấy gà nó tuổi lớn mà. Nhìn nó lông nó đủ lông đủ cánh. Biết không? Không thì bồ câu nó không có đẻ hay sao? Có đẻ. Ủa đẻ mấy hộp ngoài nấu cái tôm. Trời đất ơi, dữ hả? Ừ, còn tổng 5 hộp kìa. Wow, nó lớn quá nè. Ừ. Còn tại muốn ăn thì chiều về luộc cho mấy tá ăn. Còn 5 hộp kìa. Ở ngoài mình nấu không bị tôm ăn dữ lắm. Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay sẽ là lần đầu tiên sau hình như là khoảng 2-3 tháng gì đúng không? Nói chung là sau một thời gian mà mình phong tỏa thì mình không có ở đây được. Cho nên là bây giờ đây là lần đầu tiên mình sẽ thả tụi nó ra luôn nha mọi người. Đây là lần đầu tiên được ra khỏi chuồng sau gần 3 tháng. Để xem nó sẽ phản ứng như thế nào nha. Đây mình sẽ thả luôn bên đây nha mọi người. Mọi người thấy không? Không ngày nó mập lù luôn nè. Không ngày là mình không có ở đây nên là bà mình nuôi giùm đó mọi người. Mập lù luôn mà mình đó. Hôm ngày thì mình không có để cho nó, tụi nó đẻ, tụi nó đẻ mình ăn à, chứ không để cho nó nở mọi người. Ý nó ra rồi nè. Đó, lần đầu tiên luôn. Ra cái lẻ liền gì đó. Còn một con nó xem nó ra nè, nó ra nè. Con này hồi mình tưởng là con mái, mà bây giờ mình mới phát hiện là con trống mọi người ơi. Nó biết gù á. Đây nó rất là bự kìa mọi người, nó bự á. Đây là con, hay là hai mẹ con nha mọi người. Để thả luôn bên kia nha. Đó, bên đây nữa. Mỗi ngày nó đẻ, mà bà mình nói là nó đẻ nhiều trứng lắm mọi người, mà ăn hết trơn rồi. Tại vì không có đủ chuồng nuôi, với lại mình không thích nuôi mấy con màu nâu nữa, mình thích nó màu trắng à. Nên là mình sẽ không có để cho nó đẻ nở nữa. Ra đi con. Lâu lắm rồi mới ra. Bà mình thì không có để cho nó ra ngoài, tại vì sợ nó mất mọi người. Khi nào mà mình vô đây mình mới cho nó ra ngoài. Đó, ra rồi nè, đó, bự không? Gã lên nó tò mò. Mình, mọi người thấy được chiêm ngưỡng cảnh bồ câu ấy. Thấy vô con này, con màu đen cũng là con mái luôn á. Hồi lúc trước á mình đoán là con mái, thì bây giờ đúng là con mái. Đây là lần đầu tiên thì mình thấy nó giao phối với con này luôn á, con màu đen á nha. Trời ơi, mới ra là làm bá chuyện nhạy cảm này trước rồi. À, đi đánh ghen nè, lên đây đánh ghen nè. Nói chung là hiện giờ mình đang thiếu một con trống để ghép cặp với con màu đen đó mọi người. Ý nó ra luôn rồi nè. Ôi, con này giờ nó bay giỏi rồi. Hồi lúc mà mình mới mua về, cái cánh của nó bị cắt á, nên là nó không bay được. Mà bây giờ nó, cánh nó mọc rồi đó mọi người. Nó bay tốt rồi đó. Trời ơi nữa. Sau mấy tháng không được gần nhau thì bây giờ tụi nó
đã làm được những cái gì mà nó không làm được. Hai con bên kia nữa, tao dẫn bên kia, tụi nó chưa có qua đây. I don't think that's true. Bữa nay trời rất là mưa mọi người, ẩm đài luôn, không có bữa nào mà nắng nhiều hết trơn á. Tới cái mùa bão rồi. Quá trời luôn, đẹp quá, nhìn nhiều màu đẹp mà vẫn thích nuôi màu trắng không mọi người ơi. Mình kiểm tra coi nó đẻ được bao nhiêu, nó có đẻ trứng không nha mọi người. À, đẻ được một cái trứng nè. Chuồng này nuôi hai con mái là mình không biết con nào đẻ nữa mọi người. Mà con này mình nghĩ nó cũng đã tới tuổi biết đẻ rồi á. Con trống này mọi người thấy nó gù không? Lúc đầu mình nghĩ là con mái thì nó lớn rồi mà nó không chịu gù. Bây giờ mình mới biết là nó bự này nè. Mà nó bị gù nữa. Rồi mình quay lại, mình quay phim là nó im. Đây là Annie. Và đây là thằng Đực. Đây là hai mẹ con nha, không biết tụi nó gặp nhau sau lâu ngày tụi nó sẽ làm gì ha. Mình hy vọng là tụi nó sẽ làm gì vui vui. À thì ra nó đang đi kiếm con của nó mọi người ơi. Mình mới vừa đổi chuồng. Đổi chuồng nên bây giờ tụi nó đang cầm chưa thấy chưa quen nè. Tại sao trong chuồng mình lại có một cái con nào lạ vậy? Đó. Mình đổi chuồng luôn tại vì nó là hai mẹ con, mình không cho nó ở chung nữa. Mình muốn kiếm cho con này một con trống màu trắng cho nó hợp mọi người. Tại mình hết màu trắng. Nên là ok, mình sẽ làm gì đó. Mới vừa cho con chim mái vô chuồng mọi người. Con chim mái á. Giờ mình đang xem phản ứng của nó như thế nào nha. Mình thì chưa thấy nó quánh lộn gì hết trơn. Mình sẽ xem một chút nữa xem nó có phản ứng gì với nhau nha. Chứ hiện tại mình thấy là đang rất ổn á mọi người ơi. Chỉ có con chim mẹ là đang đi kiếm đó. Tại không kìa tụi nó ở chung quen rồi, giờ tụi nó không thấy nhau rồi nó đi kiếm. Đây mọi người, sau 2 ngày thì tình hình của mấy con bồ câu mình đổi chuồng sẽ như thế này nha mọi người. Đây. Bên đây thì rất ổn định tại vì tụi nó đã quen với nhau trước rồi. Bên đây nè, hai con này nó lần đầu gặp nhau thì hiện tại cái tình hình mình cũng thông báo cho mọi người luôn. Thật sự là tụi nó đang quýnh lộn. Khi mà tụi nó gặp nhau tụi nó sẽ quýnh lộn. Hai con này nè, lâu lâu sẽ quýnh lộn với nhau nhưng đó. Nhưng tích cực ở chỗ là mình chắc chắn các bạn là tụi nó rồi cũng sẽ quen nhau thôi. Tại vì mình chắc chắn nó là một con trống, một con mái thì chắc chắn nó sẽ bắt cặp với nhau. Lúc đầu lúc nào cũng nó cần một thời gian để làm quen đó mọi người. Đó, vậy thôi, vậy là kết thúc của ngày hôm nay nha. Nếu có gì đục, có gì có cái biến thì mình sẽ cho các bạn xem ha. Xin chào mọi người.
Thì bây giờ mình có thêm mấy em bồ câu để nuôi nè mọi người. Thì mấy con này là ở bên đây là một chuồng là 2 con phải không? Ở bên kia còn 5 con, bên kia nữa là 7 con nha mọi người. Thì mấy con này là của ông anh của mình mà ổng tới công chuyện rồi nên là ổng nuôi không được, nên là đem vô đây mình nuôi luôn. Thì bây giờ tổng cộng là mình có 5 con mới này á, với lại thêm mấy con mình nuôi nữa là 6 con. Thì tổng cộng lại đó nó là được 13 con đó mọi người. Hiện tại mình sẽ nuôi 13 con bồ câu. Em gọi mình bệnh cho các bạn xem nha. Thì 7 con bồ câu mới này đó, 7 con bồ câu này đây, ở đây là 4 con phải không? Còn một con nằm trong kia là con chim non nữa, quá trời luôn, đẻ quá trời. Nó là từ một cặp ra mọi người. Thì ha, mình sẽ kể cái sự tích cho các bạn xem, các bạn nghe ha. Thì á, một ngày đẹp trời có một cặp câu nó bay lại nhà của mình. Thì anh mình mới bắt cái cặp đó để nuôi. Và từ cái cặp đó nó đẻ ra được thêm 5 con nữa. Thì bây giờ tổng cộng cái đàn của bồ câu này á thì ra được 7 con. Mọi người thấy không? Nè, này, con này là con mái nè, cái con này là con bự nhất nè, con mẹ nè. Còn cái con mà trên đầu nó có giống như là cái vết thẹo gì đó, có cái lông vô cái đầu nó đó, là con chim trống á. Đó là cái cặp đầu tiên đó mọi người. Bây giờ đã đẻ ra thêm 5 con nữa rồi nè. Bây giờ không có chỗ nuôi luôn, giờ phải nuôi chung vậy đó. Quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn nha. Này cái ăn nhiều lắm, tại nuôi chim con nó sẽ ăn nhiều lắm nên phải cho nó ăn nhiều mọi người. Ê bên kia mình qua coi cái reaction của mấy, phản ứng của mấy con bồ câu nhà mình khi mà nó gặp mấy con bồ câu mới nó sẽ như thế nào nha mọi người. Thì mọi người thấy không, nó qua nó kiếm kìa. Nãy mình thấy mấy con bồ câu này nó qua nó coi cái con này là hai cái con gì ngộ ngộ ấy, cái con gì vậy. Bây giờ thì tất nhiên là mình chưa có thả ra được mọi người ơi, tại vì á mấy con này nó chỉ mới ở đây ngày hôm qua thôi, thì tính thêm bữa nay là 2 ngày. Nếu mình thả ra mình sợ nó bay về cái chỗ cũ mất á, nó sẽ kiểu bị quen chỗ á, nên là mình sẽ để ít nhất là 1 tuần hoặc là 2 tuần mình mới thả ra cho nó chơi ở ngoài nha mọi người. Nhưng mà ở đây mình đã có sẵn một đàn này rồi nên là tụi nó sẽ kiểu, khi mà tụi nó đã có một đàn bồ câu ở đây rồi á thì tụi nó sẽ kiểu an tâm hơn, tụi nó sẽ không có bay đi, tại vì bồ câu nó không theo đàn mọi người. Đây là cái cặp con lớn nhất của cái cặp kia. Giống như đây là cặp đầu tiên mà tụi nó đẻ ở nhà của anh mình đó mọi người. Và đây là lần đầu mình cho tụi bồ câu mới ra khỏi chuồng để khám phá thế giới xung quanh. Các bạn hãy cùng theo dõi xem là tụi nó sẽ gây những cái rắc rối nào hay không nha. Sáu phẩy năm giờ sau. Bự gấp đôi luôn á mọi người. Ui là trời, nó đập mái luôn rồi. Bữa nay cũng mấy này cũng dễ, nó dễ tụ thành đàn á. Bồ câu nó sống theo đàn. Đây là con chim cu mà không biết là cu đất hay là cu gái gì nữa, nhưng mà mình đã quay được con chim cu. Yeah, bao hút tiểu rồi. Các bạn lưu ý là mấy con bồ câu này các bạn muốn thả ra thì các bạn nên cẩn thận, các bạn phải để cho nó quen chỗ cỡ 2-3 tuần gì đó rồi hãy thả ra. Chứ các bạn thả sớm quá tụi nó một là sẽ bay đi mất, còn hai là tụi nó sẽ không biết cách để vào chuồng lại á mọi người.
Và đây sau mấy ngày thì mấy con chim bồ câu của mình nó đã thân thiết với nhau. Thì cái này mình để nó khoảng gần một tuần rồi đó, mình mới quay cho các bạn xem. Thì mọi người thấy không, nó bắt đầu hòa thuận, nó cũng có cắn lộn nha, nhưng mà đa số là như vậy đã là ở chung được rồi đó mọi người. Đây con chim trống hồi bữa mình thả vô, bây giờ nó đã ở chung. Thì mình thấy nghe bà mình nói là nó có đập mái nha mọi người, có nghĩa là nó đã giao phối á, có nghĩa là mình thành công rồi. Ta-da. Mọi người thấy không, nó ăn chung nè, hai đàn bồ câu nó ăn chung mà nó rất là kiểu hòa hợp và thân thiện. Phần video về bồ câu lần này cũng đã kết thúc rồi. Nếu mọi người thích, mọi người hãy cho mình một like, share, comment và đặc biệt là những cái nút đăng ký màu đỏ ở bên phía góc dưới bên phải màn hình để ủng hộ kênh YouTube của mình nha mọi người. Rồi, bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Nhìn vào cái biểu tượng bồ câu trắng này, mình chúc các bạn thật nhiều bình yên, may mắn và nhiều sức khỏe.